Dung dịch vệ sinh phụ nữ Hanayuki Soft Shield là sản phẩm độc quyền của thương hiệu Hanayuki Việt Nam. Mặc dù mới tham gia vào thị trường chăm sóc sức khỏe phái đẹp, nhưng dung dịch vệ sinh phụ nữ Hanayuki Soft Shield hiện đang khiến chị em phụ nữ phải quan tâm bàn tán sôi nổi tại các chuyên trang, diễn đàn chăm sóc sắc đẹp của sức khỏe trên mạng xã hội. Vậy điều gì đã thu hút chị em đến vậy? Một, chất lượng tạo nên thương hiệu. Giống như nhiều sản phẩm khác trên thị trường, dung dịch vệ sinh phụ nữ Hanayuki Soft Shield là sản phẩm phục vụ chị em chăm sóc vùng kín bằng cách tiêu diệt vi khuẩn, làm sạch khí hư, bảo vệ vùng kín khỏi sự xâm nhập của các nhân tố có hại. Sự khác biệt ở đây là những hiệu quả nói trên rất rõ ràng, kéo dài, người sử dụng sản phẩm có thể cảm nhận được ngay từ lần đầu sử dụng. Đa số chị em phụ nữ đều bất ngờ, thấy rõ sự khác biệt về hiệu quả, phân biệt rõ được cảm giác trước và sau khi sử dụng, đặc biệt những tác dụng trong làm sạch vùng kín, làm hồng hào và mềm mại vùng da ở khu vực vùng kín là rõ ràng nhất. Bên cạnh đó, sự an toàn tuyệt đối, không tác dụng phụ cũng là ưu thế nổi bật của sản phẩm. Chính những điều trên đã giúp nhiều chị em phụ nữ lấy lại sự tự tin, thoải mái, cảm giác mạnh khỏe, làm chủ trong ân ái, điều mà trước khi sử dụng Hanayuki Soft Shield họ không có được. Hai, thành phần chiết xuất 100% từ thiên nhiên. Muối tinh khiết. Đây là một chất rất phổ biến được dùng trong chăm sóc da. Tuy nhiên, ở sản phẩm này, muối tinh khiết được chiết xuất từ muối biển tự nhiên bằng công nghệ thẩm thấu nano hiện đại, tạo nên một tinh chất muối hoàn toàn mới, có khả năng tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn, nấm, nhất là những loại vi khuẩn gây ngứa và gây viêm nhiễm cho da vùng kín. Lá trầu không. Tác dụng của lá trầu không đã được y học chứng minh từ lâu. Ngày nay, với công nghệ hiện đại, người ta đã chiết xuất được tinh chất từ lá trầu không để phục vụ chăm sóc sức khỏe. Trong công thức của dung dịch Hanayuki Soft Shield có một tỷ lệ cao tinh chất này, giúp kiềm chế và ngăn chặn vi khuẩn phát triển, bảo vệ vùng kín khỏi viêm nhiễm. Ngoài ra còn tạo mùi thơm tự nhiên giúp vùng da ở đó khỏe mạnh, sạch sẽ và thơm tho. Lô hội. Những kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất cho thấy, tinh chất được chiết xuất từ cây lô hội có tác dụng làm sạch bã nhờn và điều trị một số bệnh trên da, những tổn thương da nhẹ do vi khuẩn, nấm, giúp dưỡng da ở vùng kín mịn màng, hồng hào. Tinh chất này trên lô hội đã được hãng Hanayuki nghiên cứu chiết xuất và đưa vào công thức của dung dịch Soft Shield, tạo nên tác dụng tuyệt vời cho sản phẩm. Ngoài ba thành phần chủ yếu trên, dung dịch vệ sinh vùng kín phụ nữ Hanayuki Soft Shield còn có lactic acid có tác dụng duy trì độ pH trong vùng kín, tạo sự an toàn cho những vùng da nhạy cảm, hay chất PEG-75 lanolin, alpha-glucan oligosaccharide là một loại chất hoạt động bề mặt có trong nhiều sản phẩm dưỡng da, giúp rửa trôi sạch bụi bẩn, những chất nhờn, sát vi khuẩn, nấm, tạo độ ẩm cho da. 3. Công dụng. Hiện nay sản phẩm ra mắt gồm hai loại, Hanayuki Soft Shield màu xanh và Hanayuki Soft Shield màu hồng. Cả hai loại đều rất thích hợp để chị em vệ sinh vùng kín, đặc biệt sản phẩm giúp giảm ngứa, hỗ trợ điều trị các vấn đề liên quan đến bệnh phụ khoa, dùng hàng ngày sẽ giúp sạch và loại bỏ các mùi khó chịu, cảm giác thơm mát kéo dài. Ngoài ra còn hỗ trợ giúp da vùng kín hồng hào, mềm mại, se khít hơn. Tuy nhiên, mỗi loại cũng có đặc điểm riêng. Về mùi hương, loại màu xanh có mùi dịu của phấn em bé, loại màu hồng có mùi của hoa hồng. Về màu dung dịch, loại màu xanh là chất màu trắng trong suốt, loại chai màu hồng thì chất dung dịch màu hồng. Về độ dài, thời gian lưu hương và thành phần thì chai hồng lưu hương lâu hơn, trong thành phần có thêm tinh chất cúc la mã, nhụy hoa nghệ tây. Hai chất này giúp người dùng có cảm giác dịu nhẹ da vùng kín, điều trị ngứa, làm sạch khuẩn, phòng chống mụn mụn tốt hơn. Vì vậy nên giá chai màu hồng cao hơn. Như vậy, tác dụng tuyệt vời được tạo nên bởi những tinh chất hoàn toàn từ tự nhiên trên chính là yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của dung dịch vệ sinh vùng kín phụ nữ Hanayuki Soft Shield.